Xin chào các bạn. Phần trước thì mình có nói về các yếu tố nguy hiểm, thì hôm nay mình xin trình bày về yếu tố có hại. Yếu tố có hại đầu tiên mình muốn trình bày đó là yếu tố vật lý. Các yếu tố vật lý có hại nó bao gồm ánh sáng, tiếng ồn dài tần, rung chuyển, vận tốc, phóng xạ, tần số công nghiệp, tần số điện từ trường cao, bức xạ tử ngoại và các yếu tố khác. Thì các yếu tố vật lý này nó sẽ nằm trong phụ lục 1 phần 4 của Nghị định 39 về các yếu tố có hại. Đây, các bạn sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Đây là một mẫu hồ sơ về vệ sinh môi trường lao động với các yếu tố có hại phòng chống bệnh nghề nghiệp. Nó có nói rõ các yếu tố vi khí hậu, các yếu tố vật lý, ánh sáng, rung chuyển, phóng xạ, bụi, hóa chất. Thì cái hồ sơ này thì các doanh nghiệp phải nộp thường niên cho sở tài nguyên môi trường. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố điện từ trường tần số cao. Tại sao phải quan tâm tới yếu tố này? Vì điện từ trường tần số cao sẽ gây tác hại đến sức khỏe của người lao động, gây tắc nghẽn mạch máu, nó sẽ gây đau đầu hay các bệnh về tim mạch. Thì các yếu tố có hại điện từ trường tần số cao nó sẽ có trong các lò nhiệt, các lò nung bằng nhiệt bằng điện. Nó sẽ sử dụng nguồn điện lớn với số kilovol lớn, hay là các là nung sắt thép bằng điện. Thì cái này nó sẽ được quy định ở thông tư 25 của Bộ Y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường công nghiệp, mức cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. Đây, thông tư 25 nó có nói rõ này, nó chia cường độ điện trường và thời gian làm việc cho phép. Dưới 5 kilovolt trên mét thì sẽ là không hạn chế, nhưng mà từ 5 kilovolt trên mét tới 20 kilovolt trên mét sẽ giới hạn theo công thức tính. Đây, từ 20 kilovolt trên mét đến 25 kilovolt trên mét thì sẽ là 10 phút, còn trên 25 kilovolt trên mét thì sẽ không được tiếp xúc. Tiếp đến là yếu tố bức xạ hồng ngoại. Thì bức xạ hồng ngoại cũng được quy định ở thông tư 13 của Bộ Y tế, sửa đổi bổ sung tại thông tư liên tịch 13/2014 của Bộ Khoa học. Nó là 13/2018, nó sẽ là sửa đổi bổ sung của 13/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ kết hợp với Bộ Y tế. Thì người ta ứng dụng bức xạ hồng ngoại dùng để sấy sưởi, dùng để chụp hình hay quay phim vào ban đêm, hay dùng để truyền tín hiệu trong các bộ điều khiển từ xa như remote, hay là các hiện nay thì người ta sử dụng bức xạ hồng ngoại rất nhiều, sử dụng trong các cảm biến chống trộm, hay là các thiết bị điều khiển từ xa. Đây là lò sấy. Những cái thiết bị phát ra nguồn nhiệt lớn nó sẽ có bức xạ hồng ngoại, hoặc là cái đèn để sưởi ấm, để ấp trứng gà. Tiếp đến là bức xạ tử ngoại. Thì bức xạ tử ngoại cũng được quy định, cũng có thông tư quy định rõ ràng. Vì bức xạ tử ngoại cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tác dụng của nó là dùng để dò tìm vết xước trên bề mặt sản phẩm, điều trị chứng bệnh cò xương ở trẻ em, dùng để tiệt trùng thực phẩm. Cái này thì nó có rất nhiều trong các công nghiệp thực phẩm, thì sẽ có những cái loại máy tiệt trùng như cái hình này, dùng để làm nguồn sáng cho các thiết bị soi tiền giả, hoặc là các đèn led ở nhà xưởng với công suất lớn thì nó cũng phát ra bức xạ tử ngoại,
hay là cái nguồn mà phát ra bức xạ từ ngoài lớn nhất đó là mặt trời, thì các công việc mà ngoài trời nắng nó cũng gây nguy hiểm. Tiếp đến là ánh sáng. Thì ánh sáng được quy định ở thông tư 22/2016 của Bộ Y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng, cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc. Đối với mỗi công việc khác nhau thì ánh sáng được quy định khác nhau và được quy định rất rõ trong thông tư 22. Mình bấm cho các bạn coi. Thông tư 22 quy chuẩn kỹ thuật về ánh sáng. Đây. Các loại công việc khác nhau nó sẽ các mức có mức sáng chiếu rọi tại khu vực các phòng làm việc khác nhau, tối thiểu cái hàng chú ý là tối thiểu, thì tiền sảnh phòng đợi các khu vực chung trong nhà này, tiền sảnh phòng đợi phòng tập thể dục nhà kho đều có các mức chiếu sáng hoàn toàn khác nhau, hay các hoạt động thủ công và công nghiệp này, nhà kho lò luyện máy cán cuộn thép thử nghiệm đường hầm dưới sàn băng tải đều có các loại chiếu sáng khác nhau, các lò đúc các kim loại công việc cơ khí chế tạo nó chia ra các ngành nghề cụ thể rõ ràng, các bạn có thể theo dõi ở thông tư 22. Tiếp đến là tiếng ồn và rung, thì tiếng ồn được quy định ở thông tư 24 và mức tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc. Còn độ rung thì quy định ở thông tư 27 đều của Bộ Y tế về độ rung, giá trị độ rung tại nơi làm việc. Tại các nhà máy xi măng thì tiếng ồn và độ rung nó sẽ nằm ở các máy trộn này, máy nghiền nè. Nó và cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nó sẽ gây các bệnh về tai, nên cái này cũng được quan tâm và được nói rõ tại các thông tư quy định rõ ràng. Theo các bạn thì phòng thí nghiệm nó có cái yếu tố nguy hiểm nào? Ví dụ đây là một phòng thí nghiệm thì nó có thể có cái yếu tố nguy hiểm là hóa học này, điện này. Còn ví dụ như là học văn bắn. Còn đối với yếu tố có hại là có thể là nhiệt bức xạ từ các lò nung nè, lò hấp của phòng thí nghiệm, hay là bức xạ tử ngoại của ánh mặt trời bên ngoài hoặc là của đèn led. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe.